Muôn vật giữa đời có thành tất có suy, dù cho đạo pháp của Phật cũng vậy. Nhưng động cơ chính trong sự suy vong của nền đạo là do con người chứ không phải do giáo pháp. Như hiện thời, có thể nói Tam Tạng kinh điển đầy đủ hơn xưa, nhưng sở dĩ gọi là mạt pháp vì con người kém đạo đức căn lành, không giữ đúng theo lời dạy của Phật. Cho nên, người xưa có câu nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân, chính là ý này. Người hay mở mang cho đạo, không phải đạo mở mang cho người. Câu này chỉ có ý nghĩa phiến diện. Về đạo Phật, theo thuyết tam thời, thì hiện tại là thời mạt pháp. Theo thuyết ngũ thời, hiện tại chính nhằm thời đấu tranh. Từ đây về sau, cứ đúng theo thực tế mà nói, Phật pháp có ở trong tình trạng tiệm suy. Nếu có vùng dậy, cũng chỉ trong giai đoạn tạm thời, hay hoặc chỉ có ảnh hưởng bên ngoài. Vậy, nhất là hàng Phật tử, càng nên cố gắng thật học, thật tu, để duy trì pháp vận, lợi ích thế gian, và phải làm với hết sức của mình. Tuy nhiên, hết thạnh rồi suy, hết suy lại thạnh, Phật Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc sẽ kế tiếp giáng sinh, nên chung quy chánh pháp vẫn là bất diệt, chẳng qua chỉ tạm ẩn để phục hưng đấy thôi. Những vị muốn được dự vào Long Hoa Tam Hội nên kết duyên bằng cách quy kính hộ trì Tam Bảo và thiết thực hành thiện ngay trong lúc này. Tiết thứ nhất, Phật pháp trong ba thời kỳ. Khi một Đức Phật ra đời rồi nhập diệt, đạo pháp của vị giáo chủ ấy được chia thành ba thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Về pháp vận của Đức Thích Ca, tham khảo trong ba tạng, các kinh luật luận đều nói có hai thời chánh và tượng. Luận Câu Xá, kinh Tạp A Hàm duy nói một thời chánh pháp. Riêng kinh Đại Bi là có nói đủ ba thời mà thôi. Về vấn đề trên, các kinh luận ghi chép cũng không đồng. Đại khái có bốn thuyết. Một, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm là thuyết của kinh Đại Bi. Kinh Tạp A Hàm nói chánh pháp 1000 năm, luật Thiện Kiến nói chánh tượng đều 1000 năm. Hai bộ kinh và luật này tuy một không đề cập đến tượng mạt, một không nói về mạt pháp, song đại lược cũng đồng với thuyết của kinh Đại Bi. Hai, chánh pháp 500 năm, tượng pháp 500 năm là thuyết của kinh Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối. 3. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 500 năm là thuyết của kinh Bi Hoa. 4. Chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1000 năm là thuyết của các kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Hiền Kiếp, Mahamaya. Cổ lai các bậc danh đức Phật giáo bên Trung Hoa đều thể dụng thuyết chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1000 năm và y cứ theo kinh Đại Bi thêm vào phần mạt pháp 10000 năm. Sao gọi là chánh tượng và mạt pháp? Sở dĩ nói chánh pháp vì chánh có nghĩa là chứng. Trong thời kỳ này, Đức Thế Tôn tuy đã nhập diệt nhưng pháp nghi chưa cải, có giáo lý, có kẻ hành trì, có nhiều người chứng quả. Nói tượng pháp, vì tượng có nghĩa là tương tự, tức là mường tượng. Trong thời kỳ này, đạo hóa chỉ còn mường tượng, pháp nghi lệch lạc, tuy có giáo lý, có người hành trì, nhưng rất ít kẻ chứng đạo. Nói mạt pháp, vì mạt hàm ý vi mạt, nghĩa là mong manh nhỏ nhiệm, như chót đầu lông chim nhỏ, như hạt bụi điểm sương. Trong thời kỳ này, đạo hóa suy vi, tuy có giáo lý, song rất ít kẻ hành trì đúng pháp, huống chi là chứng đạo. Nhân Vương Kinh Sớ nói rằng, có giáo lý, có hành trì, có quả chứng, gọi là chánh pháp. Có giáo lý, có hành trì, không quả chứng, gọi là tượng pháp. Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng,
gọi là mạt pháp. Thật ra, thời tượng pháp chẳng phải là không có quả chứng, song bậc chứng quả như sao buổi sáng trên nền trời, khó tìm, khó gặp. Thời mạt pháp chẳng phải là không có người hành trì, song kẻ hành trì đúng theo giáo lý rất ít, hầu như không có, nên mới gọi là không hành trì. Trên đây là thuyết minh đại lược ba thời kỳ chánh, tượng, mạt và di pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Dẫn ra đoạn này không phải bút giả cố ý gây quan niệm chán nản tiêu cực cho hàng Phật tử, nhưng ngoài sự trình bày để người học Phật biết thế nào là chánh, tượng, mạt, còn nói lên lời nhắc nhở đồng nhân nên nhìn vào thật hạnh, đừng để cho pháp đã mạt lại càng thêm mạt. Tiết thứ hai, Phật pháp trong năm thời kỳ. Theo kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, Phật pháp sẽ diễn biến qua năm thời kỳ từ thạnh đến suy. Năm thời ấy gọi là ngũ kiên cố, mỗi giai đoạn là 500 năm. Hai chữ kiên cố trong đây ý nói tùy mỗi thời, nghiệp duyên và tâm niệm của chúng sanh hướng theo mỗi chiều hướng một cách bền chắc. Ví như gốc cây to, rễ bám đã sâu, khó nhổ lên hoặc xô cho lay chuyển. Danh từ kiên cố này, các kinh luận khác cũng thường dùng, như kinh Pháp Hoa có câu, diệu quang giáo hóa nay kiên cố. Năm thời kiên cố như sau. 1. Giải thoát kiên cố. Sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, trong 500 năm đầu tiên, đệ tử của Phật có nhiều vị chứng quả, được vào cảnh an vui giải thoát. Thời kỳ này các phương diện học, tu, chứng đều thạnh, hành nhân hiểu sâu lẽ màu, giữ gìn giới hạnh. 100 người tu có đến 6-70 vị đắc đạo, bấy giờ trong nhân gian đầy dẫy những bậc thánh hiền. 2. Thiền định kiên cố. Sang 500 năm thứ hai, hàng Phật tử xuất gia, tại gia, tuy ít kẻ chứng đạo như thời gian trước, song phần nhiều đều thực hành đúng theo lời Phật dạy, đi sâu vào cảnh giới thiền định. Giai đoạn này, trong 100 người tu, có được 6-7 người chứng đạo. 3. Đa văn kiên cố. Qua 500 năm thứ ba, đạo căn của chúng sanh đã cạn cợt hơn trước. Người tu Phật đa số chỉ thích học rộng nghe nhiều. Các phương diện diễn dịch kinh sách, biện luận đạo lý được thịnh hành khắp nơi. Lúc này kẻ thiết thực cầu giải thoát thâm nhập thiền định, còn ít có người, huống chi là chứng quả. Tuy nhiên, trong muôn ức người tu cũng có đôi ba bậc đắc đạo. 4. Tháp tự kiên cố. Sang 500 năm thứ tư, Phật giáo đồ phần nhiều hướng về việc cất chùa, xây tháp, bố thí, tụng kinh để cầu phước báo. Về phương diện văn tự, rất ít có người, huống nữa là tu. Thuở xưa, cũng vào khoảng thời gian này, bên Trung Hoa có một bậc cao tăng là Tỉnh Công. Sau khi Ngài tham thiền ngộ đạo, một vị tôn túc bảo rằng, ngày kia, ông ra hoằng hóa, dưới tòa có đến 1.000 tăng chúng, song không kẻ nào là bậc xuất gia. Quả nhiên, sau Tỉnh Công đáp lời yêu thỉnh của Tiền Công về trụ trì một ngôi chùa, tăng chúng quy tụ đến số ngàn, song chỉ toàn là hạng tụng kinh để gieo căn lành phước báo ở tương lai, không có vị nào tham thiền ngộ đạo. Cổ đức quan niệm rằng, nghĩa chân thật của xuất gia là phải ra khỏi nhà tam giới, hay ít nữa, ra khỏi nhà phiền não, không phải chỉ ra khỏi nhà thế tục, vào cửa chùa, cạo tóc, mặc áo cà sa là đủ. Cách 40 năm về trước, những bạn đồng tham với Tỉnh Công, trong 1.000 người cũng được 70-80 vị đại ngộ. Không ngờ qua một thời gian chẳng bao lâu, mà lại có sự sai biệt dường ấy. Sự kiện này tương tự các sông rạch gặp cơn nước kém, mỗi ngày mực nước mỗi thấp xuống. Căn cơ của chúng sanh trong thời giảm kiếp cũng như vậy. 5. Đấu tranh kiên cố. Đến 500 năm thứ 5, nhân loại vì ngã chấp nặng, tự ái nhiều,
chẳng những ngoài đời thường xảy ra cảnh tượng tranh đua giết hại lẫn nhau, mà trong đạo cũng lắm kẻ chen lấn trên đường danh nẻo lợi. Giai đoạn này, hàng đệ tử Phật tuy nhiều, song đối với Tam Tạng kinh điển, ít người tin hiểu sâu, ít ai thiết thực vì đạo, đi đúng với đạo trên phương diện tự lợi lợi tha. Kinh Kim Cang nói, 500 năm rốt sau, chính là thời kỳ này. Trong An Sĩ Toàn Thơ, có đoạn nói về tình trạng hơn kém của phước báo xưa và nay như sau. Con người do có đức nên mới được hưởng phước, nếu đức đã giảm thì tất cả đều giảm. Chẳng hạn như thọ số lần lần giảm, phước báo lần lần suy, ngũ cốc lần lần mất mùa, bảy báo lần lần ẩn một, y thực lần lần khó khăn, dung mạo lần lần thô xấu, tư bẩm lần lần tối tâm, tinh thần lần lần bại nhược, phong hóa lần lần hoang sơ, thân tộc lần lần bất hòa, sưu thuế lần lần cao nặng, tai nạn nước lửa trộm giặc lần lần thêm nhiều, người lành lần lần điêu tàn, kẻ ác lần lần tăng thạnh, tà đạo lần lần phát hưng, Phật pháp lần lần hư phế. Lấy một ít việc để suy nghiệm, như thời xưa vào đời nhà Châu, Võ Vương thọ 93 tuổi, Văn Vương thọ được 97 tuổi. Trước Văn Vương 1000 năm, vua Hạ Võ thọ 106 tuổi, vua Thuấn thọ 110 tuổi, vua Nghiêu thọ 117 tuổi. Trước vua Nghiêu, vua Đế Cốc ở ngôi 70 năm, vua Chuyên Húc ở ngôi 78 năm, vua Thiếu Hạo ở ngôi 84 năm, vua Huỳnh Đế ở ngôi 100 năm, vua Viêm Đế ở ngôi 140 năm. Thời gian tại vị mà còn dài như thế, thọ số tất cao biết dường nào. Thế thì thuyết nhà Phật nói thọ lượng nhân loại lúc cực tăng được 84.000 tuổi, khi vào giảm kiếp qua 100 năm bớt 1 tuổi, không phải là việc hoang đường. Cho nên, Hàng Vũ dân biểu tâu nói thời xưa không có Phật, mà nhân loại sống lâu, đời nay có Phật mà thiên hạ chết yểu, là bởi ông ta chưa rõ thuyết kiếp giảm của nhà Phật. Đức Thích Ca ra đời lúc nhân thọ giảm còn 100 tuổi. Thuở ấy, nhằm thời đại Châu Chiêu Vương của Trung Hoa, bấy giờ thọ số con người thường trên dưới 100 tuổi, nên theo pháp chế nhà Châu, trai gái đến 30 tuổi mới được phép có chồng vợ. Từ đời Châu Chiêu Vương đến nay đã gần 3.000 năm, thọ số con người chỉ trên dưới thất tuần, trai gái mới 13-14 tuổi, đã sớm nghĩ đến đường tình ái. Lại có người khai phát những mộ cổ từ đời nhà Tùy Đường trở về trước, thấy xương của người xưa to lớn, so với xương của người thời nay, cao hơn độ 2 thước, thước Trung Hoa. Thế thì thuyết, khi thọ nhân cao, sắc thân của loài người tùy theo thọ số mà cao lớn, cũng không phải là điều huyễn hoặc. Về trân bảo, như thuở đời Hạ Thương Châu, khi các vương hầu tống tặng nhau, thường sắm lễ vàng ròng mấy muôn lượng, ngọc bạch bích mấy trăm đôi, chưa từng dùng thuần bạch kim. Đến đời nhà Hán mới xen dùng bạch kim, những thứ ngọc dạ quang ánh sáng chiếu xa đôi mươi cổ xe, các nước nhỏ đều có. Đến nay thì vàng bạc là vật quý báu hy hữu, người ta lại pha chế xen đồng đỏ vào. Đây là triệu chứng bảy báo lần lần ẩn một vậy. Thuở xưa quốc khố chứa không đủ lương tiền chi dụng trong 10 năm, gọi là bất túc. Chứa không đủ lương tiền chi dụng trong 6 năm, gọi là cấp. Đời nay, cầu cái cấp còn không được, ấy chẳng phải triệu chứng sự thọ dụng về ăn mặc lần lần khó khăn là gì? Thời xưa, các bậc vương hầu còn đến núi rừng thôn giả để cầu hiền, hoặc kết giao với người đạo đức. Hàng khanh tướng tuy sang trọng, nhưng không có công lớn, chẳng dám ngồi xe quý. Người đời nay vừa được chút quan tước đã coi rẻ bạn bè, xem thường làng xóm, cho đến trẻ không kính già, trò ngang ngổ với thầy. Đây là triệu chứng phong hóa lần lần hoang sơ đồi trụy.
Thuở xưa các bậc cao tăng khi có vua mời không đến, vua xuống chiếu thơ cầu thỉnh tất xưng tặng như bậc thầy. Nên ngài Huyền Trang Tịch mà vua Cao Tông bãi triều 3 ngày, và các bậc hiền vương hoặc thường giá lâm đến chùa, hoặc thỉnh pháp nơi nội điện. Đời nay, hàng sĩ thứ thấy tượng Phật không lễ, gặp bậc cao tăng không chào, ấy cũng bởi bên trong ít người đạo đức, bên ngoài nhiều kẻ ngạo kiêu. Đây chính là triệu chứng Phật Pháp lần lần điêu phế vậy. Tóm lại, năm thời kiên cố đi theo chiều kiếp giảm, nên căn lành của chúng sanh càng ngày càng kém, phước đức căn lành của nhân loại càng kém, thì trong đạo càng ngày ít bậc cao tăng, ngoài đời càng ngày thêm nỗi đảo điên tai nạn. Cảm tác cảnh thanh tu giải thoát của người xưa, Bác Chỉ Đầu Đà đã có câu: mâu tháp đăng hôn tăng nhập định, tùng chi nguyệt lãnh hạt sơ hoàng. Nghĩa là, giường lau đèn tối tăng vào định, trăng lạnh cành thông bóng hạt về. Trong tăng giới ngày nay, khó tìm được phong độ tiêu sái ấy. Gần đây, Hư Vân Thiền Sư xuất thần lên cung trời Đâu Xuất, được nghe Di Lặc Bồ Tát nói pháp duy tâm thức định. Sau cùng, Bồ Tát thuyết kệ, trong ấy có câu: kiếp nghiệp đương đầu, cảnh tích phổ giác. Đại ý của hai câu này, Bồ Tát bảo ngài Hư Vân rằng, dưới trần thế đang ở trong giai đoạn khởi đầu của tam tai tiểu kiếp. Vậy ngươi hãy trở về nhắc nhở, khuyên mọi người nên giác ngộ, cố gắng tu hành. Tân Bà Sa Luận nói, nếu kẻ nào thọ giới bất sát đúng pháp trong một ngày đêm, sẽ được tránh khỏi tai nạn đao binh ở tương lai. Nếu kẻ nào đem lòng ân cần trong sạch, dùng một trái ha lê lặc cúng dường chư tăng, sẽ không gặp tai nạn tật dịch ở tương lai. Ha lê lặc là thứ trái có thể trị bệnh, người muốn tịnh thí có thể dùng thuốc men để thay thế. Nếu kẻ nào sanh tâm bi mẫn, dùng một nắm cơm bố thí cho loài hữu tình, quyết định không gặp tai nạn cơ cẩn ở tương lai. Những ai muốn chủng phước duyên, tránh tam tai tiểu kiếp, nên thực hành các hạnh lành như trên, và muốn cho kiếp nạn được tiêu giảm, không chỉ sức của một đôi người, mà tất cả mọi người phải đồng tâm hướng thiện. Tiết thứ 3, những lời huyền ký về thời mạt kiếp. Khi Đức Thế Tôn sắp niết bàn, ngài có huyền ký tình trạng trong đời mạt pháp và lúc chánh pháp sắp diệt. Xin dẫn ra đây ít đoạn để cho hàng Phật tử xuất gia tại gia tự kiểm điểm, gạn bỏ điều ác, tu tập pháp lành. Trong kinh Đại Bi, Đức Phật bảo: này A Nan, khi ta niết bàn rồi, trong thời gian 500 năm rốt sau, nhóm người giữ giới y theo chánh pháp lần lần tiêu giảm, các bè đảng phá giới làm điều phi pháp ngày tăng thêm nhiều. Do chúng sanh phỉ báng chánh pháp gây nhiều ác hạnh, nên phước thọ bị tổn giảm, các tai nạn đáng kinh khiếp nổi lên. Bấy giờ có nhiều tỳ kheo đắm mê danh lợi, không tu thân tâm giới huệ. Họ tham trước những y bát thức ăn sàng tòa phòng xá thuốc men, rồi ganh ghét tranh giành, phỉ báng lẫn nhau, thậm chí đem nhau đến quan ti, lời nói như đao kiếm. Cho nên A Nan, đối với những vị xuất gia tu phạm hạnh, thân khẩu ý thực hành đạo từ bi, ông nên cung cấp những thức cúng dường cho đầy đủ. Vị nào đối với các phạm hạnh hoặc thấy hoặc nghe, hoặc tin hoặc làm, hoặc nhiều hoặc ít, ông nên làm thế nào cho họ không khởi lòng não loạn, nên vân giữ điều này. Tại sao thế? Vì trong cõi ngũ trược vào thời mạt kiếp, có nhiều sự khổ nạn như đói, khát, giặc cướp, nắng hạn, bão lụt, các loài trùng phá hại mùa màng. Tóm lại có nhiều nhân duyên làm cho chúng sanh bị xúc não. A Nan, lúc bấy giờ có hàng trưởng giả cư sĩ, tuy bị nhiều sự khổ não bức thiết, song vẫn sanh lòng tịnh tín,
cung kính tôn trọng ngôi Tam Bảo, bố thí, giữ giới, tụng kinh, tu các công đức, khuyên người y theo Phật Pháp làm lành. Do thiện căn đó, khi mạng chung, họ được sanh về thiên đạo, hưởng các điều vui. Còn các tỳ kheo ác kia, ban sơ dùng đức tin tâm lành, bỏ tục xuất gia. Nhưng sau khi xuất gia, họ lại tham trước danh lợi, không cố gắng tu hành, nên kết cuộc bị đọa vào ác đạo. Kinh Đại Tập nói, trong đời mạt Pháp có những vua, quan, cư sĩ, ỷ mình giàu sang quyền thế, sanh tâm khinh mạng, cho đến đánh mắng người xuất gia. Nên biết, những kẻ gây nghiệp ấy sẽ bị tội đồng như làm cho thân Phật ra huyết. Kinh Mahamaya nói, khi đấng nhất thiết trí vào Niết Bàn rồi, 100 năm sau, có tỳ kheo Ưu Ba Cúc Đa đủ tài biện thuyết như Phú Lâu Na độ vô lượng chúng. 200 năm sau, có tỳ kheo Thi La Nan Đà khéo nói pháp yếu độ 12 ức người trong châu Diêm Phù. 300 năm sau, có tỳ kheo Thanh Liên Hoa Nhãn thuyết pháp độ được nửa ức người. 400 năm sau, có tỳ kheo Ngưu Khẩu thuyết pháp độ được 1 vạn người. 500 năm sau, có tỳ kheo Bảo Thiên thuyết pháp độ được 2 vạn người và khiến cho vô số chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Đến đây, thời kỳ chánh pháp đã chung mãn. 600 năm sau, 96 thứ ngoại đạo phục hưng, nhiều tà thuyết nổi lên phá hoại chánh pháp. Lúc ấy, có tỳ kheo Mã Minh ra đời, dùng tài huệ biện hàng phục ngoại giáo. 700 năm sau, có tỳ kheo Long Thọ ra đời, dùng sức chánh trí xô ngã cột phướng tà kiến, đốt sáng ngọn đuốc Phật Pháp. 800 năm sau, hàng xuất gia phần nhiều tham trước danh lợi, giải đãi buông lung. Trong 100.000 người tu, chỉ có 1 ít người đắc đạo. 900 năm sau, trong giới tăng ni, phần nhiều là hạng nô tỳ bỏ tục xuất gia. 1.000 năm sau, các tỳ kheo nghe nói pháp bất tịnh quán, pháp sổ tức, buồn chán, không thích tu tập. Trong 100.000 người, chỉ có ít người được vào chánh định. Từ đó về sau, lần lần hàng xuất gia hủy phá giới luật, hoặc uống rượu, hoặc sát sanh, hoặc đem bán đồ vật của ngôi Tam Bảo, hoặc làm hạnh bất tịnh. Nếu có con thì trai làm tăng, gái làm ni. Chỉ còn số ít người biết giữ giới hạnh, gắn lo duy trì và hoằng dương chánh giáo. Khi áo cà sa của tăng ni biến thành sắc trắng, đó là triệu chứng Phật Pháp sắp diệt. Trong Kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật bảo, về sau, khi pháp của ta sắp diệt, nơi cõi ngũ trược này tà đạo nổi lên rất thạnh. Lúc ấy có những quyến thuộc ma vào làm sa môn để phá rối đạo pháp của ta. Họ mặc y phục như thế gian, ưa thích áo cà sa 5 sắc, ăn thịt uống rượu, sát sanh, tham trước mùi vị, không có từ tâm tương trợ, lại ganh ghét lẫn nhau. Bấy giờ có các vị Bồ Tát Bích Chi La Hán, vì bản nguyện hộ trì Phật Pháp, hiện thân làm sa môn, tu hành tinh tấn, đạo hạnh trang nghiêm, được mọi người kính trọng. Các bậc ấy có đức thuần hậu, từ ái, nhẫn nhục, ôn hòa, giúp đỡ kẻ già yếu cô cùng, hằng đem kinh tượng khuyên người phụng thờ đọc tụng, giáo hóa chúng sanh một cách bình đẳng, tu nhiều công đức, không nệ tổn mình lợi người. Khi có những vị sa môn đạo đức như thế, các tỳ kheo ma kia ganh ghét phỉ báng, vu cho những điều xấu, dùng đủ cách lấn áp, xua đuổi, hạ nhục, khiến cho không được ở yên. Từ đó, các tỳ kheo ác càng lộng hành, không tu đạo hạnh, bỏ chùa chiền điêu tàn hư phế, chỉ lo tích tụ tài sản riêng, làm các nghề không hợp pháp để sinh sống, đốt phá rừng núi làm tổn hại chúng sanh, không có chút từ tâm. Lúc ấy, có nhiều kẻ nô tỳ hạ tiện xuất gia làm tăng ni, họ thiếu đạo đức, dâm dật, tham nhiễm, nam nữ sống lẫn lộn, Phật Pháp suy vi,
chính là do bọn này. Lại có những kẻ trốn phép vu oan, lẫn vào cửa đạo, rồi sanh tâm biến nhát, không học, không tu. Đến kỳ tụng giới trong mỗi nửa tháng, họ chỉ lơ là gắng gượng, không chịu chuyên chú lắng nghe. Nếu có giảng thuyết giới luật, họ lược bỏ trước sau, không chịu nói ra hết. Nếu có đọc tụng kinh văn, họ không rành câu chữ, không tìm hỏi bậc cao minh, tự mãn cầu danh, cho mình là phải. Tuy thế, bề ngoài họ cũng ra vẻ đạo đức, thường hay nói phô để hy vọng mọi người cúng dường. Các tỳ kheo ma này, sau khi chết, sẽ bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trải qua nhiều kiếp. Khi đền tội xong, họ thác sanh làm người ở nơi biên địa, chỗ không có ngôi tam bảo. Lúc Phật Pháp sắp diệt, người nữ phần nhiều tinh tấn, ưa tu những công đức. Trái lại, người nam phần nhiều kém lòng tin tưởng, thường hay giải đãi khinh mạng, không thích nghe Pháp, không tu phước huệ. Khi thấy hàng sa môn thì rẻ rúng chê bai, xem như đất bụi. Lúc ấy, do nghiệp ác của chúng sanh, mưa nắng không điều hòa, ngũ sắc hư hao tàn tạ, bệnh dịch lưu hành, người chết vô số. Thời bấy giờ, hàng quan liêu phần nhiều khắc nghiệt tham ô, lớp dân chúng lại nhọc nhằn nghèo khổ, ai nấy đều mong cho có giặc loạn. Trong thế gian lúc ấy, khó tìm được người lương thiện, còn kẻ ác thì nhiều như cát ở bãi biển, đạo đức suy đồi, chư thiên buồn thương rơi lệ. Này A Nan, lúc đạo pháp ta sắp diệt, ngày đêm rút ngắn, con người đoản mệnh, nhiều kẻ mới 40 tuổi, tóc trên đầu đã điểm bạc. Về phần người nam, bởi nhiều dâm dật nên hay yểu chết, trái lại người nữ sống lâu hơn. Lúc ấy có nhiều tai nạn nổi lên như giặc cướp, bệnh tật, bão lụt. Nhân dân hoặc không tin hiểu đó là nghiệp báo, hoặc vì sống quen trong cảnh ấy, xem như là việc thường. Bấy giờ nếu có bậc Bồ Tát, Bích Chi, La Hán dùng bi tâm ra giáo hóa, do nghiệp ác của chúng sanh và sức ngoại ma xua đuổi, cũng ít ai đến dự pháp hội. Còn bậc tu hành chân chánh, phần nhiều ẩn cư nơi núi rừng xa vắng, giữ đời sống an vui đạm bạc, được chư thiên hộ trì. Khi nhân thọ giảm còn 52 tuổi, áo cà sa của hàng sa môn đổi thành sắc trắng, kinh Thủ Lăng Nghiêm và Bát Chu Tam Muội tiêu diệt trước, các kinh khác lần lần diệt sau, cho đến không còn văn tự. Này A Nan, khi ngọn đèn dầu trước khi sắp tắt, ánh đèn bỗng bừng sáng lên rồi lu mờ và mất hẳn. Đạo pháp của ta đến lúc tiêu diệt cũng có tướng trạng như thế. Từ đó về sau, trải qua ức triệu năm mới có Phật Di Lặc ra đời giáo hóa chúng sanh. Tiết thứ tư, Đức Từ Thị và Hội Long Hoa. Gần đây có nhiều thuyết tuyên truyền nói không bao lâu Hội Long Hoa sẽ mở, Đức Di Lặc sẽ ra đời giáo hóa chúng sanh. Có người lại quả quyết rằng độ chừng 40 năm nữa sẽ có Hội Long Hoa mở ra tại núi Cấm. Chẳng những ở Việt Nam mà thời gian trước tại Trung Hoa cũng có thuyết ấy. Đó là do những người của các giáo phái khác không tham khảo chính xác về đạo Phật, nghe nói Hội Long Hoa rồi phụ họa theo mà tuyên truyền. Nếu có người thử hỏi ý nghĩa của hai chữ Long Hoa, không chừng họ chẳng hiểu nữa là khác. Cũng có giáo phái cố ý đem Hội Long Hoa của đạo Phật làm của mình, nên mới sanh ra sự đồn đãi như trên. Xét ra, họ được điểm tốt là khuyên mọi người cố gắng làm lành, để rồi gần đây sẽ gặp Di Lặc. Nhưng cũng có điều lỗi lầm là đã vô tình hoặc cố ý làm sai lạc giáo thuyết trong kinh Phật. Theo Phật giáo, Đức Thích Ca ra đời lúc nhân thọ còn 100 tuổi. Qua mỗi trăm năm, thọ số con người bớt xuống một tuổi, giảm đến khi nhân thọ còn 10 tuổi, rồi lại tăng lần đến lúc 84.000 tuổi, là mãn tiểu kiếp thứ 9 của trụ kiếp. Sang tiểu kiếp thứ 10,
lúc nhân thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi, Đức Di Lặc mới ra đời. Từ khi Phật Thích Ca Niết Bàn đến nay đã được 2.536 năm, dương lịch lúc này là 1.992. Ta tạm kể chẳng là 2.500 năm, mức sống con người hiện thời 75 tuổi là thượng thọ. Lấy mức nhân thọ 75 tuổi, kể theo số niên kiếp tăng giảm, thì từ đây đến lúc Đức Di Lặc ra đời, còn 8.805.500 năm nữa. Lúc Đức Di Lặc thành chánh giác, Ngài ngồi nơi một gốc đại thọ, cành cây như mình rồng, hoa nở tủa ra bốn bên như những đầu rồng, nên gọi cây này là Long Hoa Bồ Đề. Sau khi thành đạo quả, Phật Di Lặc cũng ngồi nơi đây mà thuyết pháp, nên lại có danh từ Long Hoa Pháp Hội. Theo Kinh Di Lặc Hạ Sanh và Trường A Hàm, thì khi Đức Di Lặc giáng sanh, nhân thọ được 80 tuổi. Bấy giờ mực nước biển giảm xuống để lộ thêm 3.300 du thiện na đất liền. Châu Nam Thiệm Bộ, chu vi rộng được 10.000 du thiện na. Dưới đây là một đoạn kinh tả cảnh tượng vui đẹp thanh bình trong lúc đó. Thuở ấy nước giàu thạnh, dân không bị hình phạt, khỏi tất cả tai ách. Chúng nam nữ trong xứ đều do thiện nghiệp sanh, đất khắp nơi bằng phẳng, không có những chông gai. Cỏ xanh tốt dịu mềm, đi êm như bông nệm. Ngoài nội mọc lúa thơm, đủ hương vị ngon lạ. Các cây xanh y phục, mọi vẻ đều tươi sáng. Cây cao ba câu xá, hoa trái thường sung mãn. Bấy giờ người trong nước đều sống 80 tuổi, không có các tật bệnh, tướng mạo rất xinh đẹp, sắc lực đều đầy đủ, tâm hằng được an vui khi biết mình mệnh chung. Đến Thi Lâm xã Thọ, chỗ Luân Vương đóng đô là thành Diệu Tràng Tướng, dọc 12 do tuần, 7 do tuần ngang rộng. Những kẻ ở trong đó đều đã chủng nhân màu, đây là nơi phước địa, người hưởng cảnh nhàn vui, lâu đài để trấn quốc, bằng bảy báu nguy nga, các cửa ngõ trong ngoài đều trang nghiêm mỹ lệ, những hào lũy quanh thành cũng xây bằng chất báu, hoa tươi khắp bốn bề, chim lành bay đậu hót, ngoài thành cây đa la, đủ bảy vòng bao bọc, lưới đẹp cùng linh ngọc, giăng nối các hàng cây. Mỗi cơn gió thoảng qua, tiếng linh khua thanh dịu, dường như nhạc bát âm, khiến lòng người vui vẻ. Trong ngoài nhiều ao hồ, trong hồ nhiều sen lạ, vườn hoa cùng hương lâm, trang nghiêm cảnh thành ấy. Đại khái, nhân loại thời đó đều xinh đẹp, sống lâu, trai gái 500 tuổi mới có vợ chồng. Cảnh vật trong nước sáng sủa tươi tốt, không có các loài ruồi, muỗi, rắn rết, độc trùng. Gạch ngói sạn đều biến thành lưu ly. Con người thuở ấy không bị khổ vì chiến tranh, khỏi lo nhọc vì sự ăn mặc. Tất cả đều hiền lành, tu 10 nghiệp thiện. Sau khi chết, phần nhiều được sanh lên cõi trời. Nhưng phước đức chưa được đầy đủ, nên bấy giờ loài người còn có những nghiệp tướng như nóng, lạnh, đói, khát, tiểu tiện, đại tiện, tham dục, thích ăn uống, suy già. Tuy nhiên, do phước nghiệp, khi đại tiểu tiện xong, đất chỗ ấy nứt ra rồi khép lại, che giấu ế vật. Hoa sen đỏ liền ló lên tuôn ra mùi thơm, đánh tan xú khí. Vị Luân Vương thời đó tên là Hướng Khê, vua cai trị bốn châu, có bảy báu, 1.000 người con và đủ cả bốn binh. Trong nước có bốn kho tàng lớn, mỗi kho chứa 100.000 ức châu báu. Vị quốc sư cũng chính phụ tướng đại thần đương triều là Thiện Tịnh Bà La Môn. Ông này có bà phu nhân xinh đẹp tên là Tịnh Diệu. Bồ Tát Di Lặc từ cõi trời đâu xuất giáng sanh làm con trai của vợ chồng quốc sư. Bồ Tát lúc sanh ra,
có đủ 32 tướng tốt, thân hình đầy đặn, khuôn mặt đoan trang tươi sáng như trăng rằm, đôi mắt trong đẹp như cánh hoa sen xanh. Khi Bồ Tát lớn lên, Ngài thông thuộc các nghề, kẻ tùy học được 84.000 người. Một năm nọ, vua Hướng Khê làm tràng Diệu Bảo để mở hội thí vô giá. Các phạm chí vì giành giật châu báu làm gãy nát bảo tràng. Bồ Tát thấy thế ngộ lý vô thường, xuất gia tu thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai. Trong hội thuyết pháp lần đầu tiên, Đức Từ Tôn độ được 96 ức người thành đạo quả. Hội thứ hai độ được 94 ức người, và hội thứ ba độ được 92 ức người. Nơi thiền môn, vào ngày lễ kỷ niệm Đức Di Lặc, chư Tăng Ni thường đọc bài tán, trong ấy có câu, Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, tức ba hội Long Hoa nguyện được gặp. Câu này là chỉ cho ba pháp hội đã nói trên. Nhưng thật ra, Đức Từ Thị Như Lai thuyết pháp rất nhiều hội, chứ không phải chỉ có ba hội ấy. Sở dĩ trong kinh nói có ba là muốn nêu ra tính cách quan trọng và lớn lao nhất của ba hội trong nhiều pháp hội đó thôi. Người nào muốn dự ba hội Long Hoa nên thực hành đúng ba điều kiện theo lời nguyện của Đức Di Lặc như sau. 1. Những vị tăng ni xuất gia trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu có thể giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, tương lai sẽ được tham dự và độ thoát trong pháp hội đầu tiên của ta. 2. Hàng Phật tử tại gia, nếu giữ đúng ngũ giới, bát quan trai giới, phụng thờ và cung kính cúng dường ngôi Tam Bảo, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ hai của ta. 3. Những kẻ tuy chưa giữ giới, nhưng có lòng chánh tín đối với ngôi Tam Bảo, biết kính lễ Phật, và đem tâm thành cúng dường Phật Pháp Tăng, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ ba của ta. Trên đây là đại lược về thời kỳ giáng sanh thành Phật của Đức Di Lặc ở tương lai. Nếu vị nào muốn nghe Pháp và được hóa độ trong ba hội Long Hoa, cần nên chú ý.